1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các cậu à, buổi tập hôm nay kết thúc tại đây. Cuối cùng cũng xong rồi. Được rồi các cậu, dừng lại. Cậu bảo dừng lại là sao? Không phải chúng ta tập xong rồi hả? Chúng mình đang chuẩn bị đi về mà, sao kỳ vậy? Các cậu nhớ đã hứa gì với mình một tuần trước hay là không? Dana, mình chắc chắn không hứa gì với cậu cả, mình vắng mặt một tuần. Dana, chúng mình đến canteen đây đâu quá. Vì mọi thứ sẽ hết, chỉ trong vài phút thôi. Được rồi, đừng có lo, mình sẽ đặt donut với cacao và marshmallow ở canteen cho các cậu. Giờ chúng mình sẽ quay TikTok, các cậu đã hứa với mình mà. Nè, viện cớ không được đâu nha. Mình chắc rằng điệu nhảy mới của chúng ta sẽ gây nhiều chú ý và bùng nổ trên TikTok. Dana, đừng tưởng cậu sẽ thành công với chỉ một cái donut. Mình muốn 5 chiếc donut mâm xôi. Mình muốn 3 cốc cacao cùng marshmallow vì mình đói lắm luôn rồi đó. Mình thì hả muốn 3 chiếc donut kẹo gum cùng 2 cacao với marshmallow. Được rồi các cậu, nhưng sau đó mình sẽ xem các cậu nhảy như thế nào. Rồi hãy nhìn bụng mình xem. Được rồi, đi quay TikTok đi. Chúa ơi, mấy cầu thủ bóng đá đó đâu rồi, cho đến bao giờ đây hả? Smile, sao cậu cần mấy thứ phớ vẩn như thiết thất? Hay mấy thứ nữ tính đó làm gì thế hả? Nói đi. Ồ, mấy thứ nữ tính hả? Cậu hãy nhìn mà xem nè. Ồ, wow, mình thích đó nha. Đó, mình bảo rồi, nếu chúng ta nhảy điệu này cùng mấy cầu thủ bóng bầu dục, chắc chắn sẽ nổi tiếng cho mà coi. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy hả? Nhìn kìa. Ôi trời ơi. Ồ, các cậu nè, lại đây giúp đi, giúp cậu ấy đi. Nhanh lên, chúng mình chờ lâu lắm luôn rồi đó. Chúng mình phải đi tập đây, bye nha. Chờ chút, mình có một thương phụ làm ăn cho mấy cậu đây nè, nghe không? Rất tình thế luôn rồi nha. Costia, họ đang nói gì vậy hả? Phụ làm ăn gì đó, nói đi, cậu có một phút thôi. Được rồi các cậu, bọn mình là những cầu thủ bóng rổ giỏi nhất, nhưng các cậu cũng giỏi nữa. Cậu làm mình sợ, nói nhanh lên, chúng mình không hiểu gì hết á. Ừ, chúng mình cùng cộng tác đi. Chúng mình tuyệt và các cậu cũng tuyệt. Cầu thủ bóng bầu dục, hãy cùng quay video TikTok, chắc chắn sẽ bùng nổ luôn cho mà coi. Chúng mình gây được một hiệu ứng lớn. Đó là những gì cậu định nói hả? Chúng mình yêu TikTok. Yeah, Rouse, họ đồng ý rồi kìa các cậu. Nhảy nào, nhanh lên đi, nhảy nào. Được rồi, cùng nhảy thôi. Chúng mình sẽ đăng lên tài khoản nào đây? Và chúng ta sẽ quay video, tạo tài khoản và đăng nó lên được không? Và nó sẽ lan tỏa khắp thế giới luôn. Costia, nếu chúng ta nổi tiếng, chúng ta sẽ nổi tiếng khắp thế giới và mọi cô gái đều thuộc về chúng ta phải không? Nào, khởi động đi. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on a flex since flex. Vậy chính xác thì đã bao nhiêu em từng đọc văn học nước ngoài? Chuyện cổ tích nước ngoài nhỉ? Marussia, em đã đọc truyện cổ tích nước ngoài chưa? Chưa. Tệ quá Marussia. Tatiana, giờ em đã đọc Công chúa tóc mây. Được, em đã đọc truyện cổ tích nước ngoài rồi đó. Vậy nó nói gì cái gì? À, có một công chúa, cô ấy bị bắt cóc bởi mụ phù thủy giận dữ. Cô ấy bị bắt cóc bởi mụ phù thủy giận dữ. Và sao nữa? Mụ đã nuôi cô, vậy nên... Ôi chúa sao ơi, đó? Cái gì vậy? Nhìn nè. Các cậu nói nhỏ được không vậy? Vẫn đang học mà. Vậy vậy, cho xem với. Wow. Nhìn đi, cô ấy mới đăng video nửa tiếng trước và nó đã có 2 triệu like và 20.000 comment rồi kìa. Nhìn đi, tuyệt vời ghê á. Ôi chúa ơi. Mình chưa từng làm một video được 2 triệu like trong nửa giờ. Không đâu. Không, ý mình là 2 triệu like vì cái gì chứ? Thôi nào, chỉ là bốn hoạt náo viên đang nhảy thôi mà, có gì hay đâu. Và sau đó công chúa cắt tóc của mình. Các cậu im lặng đi có được hay không vậy? Mình đang kể lại câu chuyện đó. Chúa cha, kinh khủng thật. Video của Diana được cả triệu like luôn rồi kìa. Gì? Cho mình xem với ba Triết. Các em, có chuyện gì vậy? Ta đang học văn học nước ngoài, không phải nhảy. Thôi nào, Ruja, tiếp đi. Tatiana, em đã đọc truyện cổ tích Mèo đi hia lâu lắm rồi, thưa cô. Em được không cô? Em được, đã đọc Patrick, nói đi. Thumbelin là Thumbelina. Trời ơi các cậu à, mình sốc quá trời luôn á. Các cậu và mình đã làm TikTok bùng nổ 30 phút trước, 2 triệu view.
và 32 phút trước 3 triệu view lần nè. Mình đã nói rồi. Đã quá đi. Chúng ta đáng phải quay từ đầu chứ bộ, đúng không? Ừ. Nè, tuyệt thật á. Nhưng mà Dana, cậu đặt donut chưa vậy? Có chứ, chúng ta đi thôi. Smile à, sao rồi? 4 view thôi và tất cả đều là của chúng ta. Rouse, khỉ thật đi ma. Chúng ta quá ngốc để có thể nổi tiếng đó. Đúng vậy, chúng ta phải có gì đó hay ho hơn mới phải chứ. Dù sao thì Smile xóa video đi, xấu hổ thật luôn á. Chúng ta cùng nhảy và 4 view là của chúng ta. Nhìn đi mấy cầu thủ bóng bầu dục, có thấy các cậu nhảy sai ở đằng sau hay không hả? Đúng vậy, nhảy như bánh bao vậy sao nổi tiếng được? Lại chọn điệu nhảy như thế chứ. Rồi ai sẽ là người xem điệu nhảy này đây? Các cậu à, mình biết sao video này không phổ biến hơn rồi. Uhu, vì các cậu không biết nhảy chứ còn gì nữa mà nói. Không, mấy hoạt náo viên đã đăng video lên TikTok rồi nè. Và nó đạt 8 triệu like trong vòng 40 phút mà thôi. Sao chứ? Wow wow wow. Như vậy thì sao hả? Của chúng mình tuyệt hơn mà, phải không? Yeah, chúng mình có điệu nhảy tuyệt vời luôn á. Các cậu à, mình biết làm gì rồi. Phải làm gì, làm gì? Nào các chàng trai, nói đi. Không, nó không còn là chuyện của cậu nữa. Được rồi, anh bạn nhỏ, cậu được tự do rồi đó. Vậy chúng mình tự quay. Smile, vậy giờ cậu muốn làm gì? Cậu muốn nói gì với mình hả? Mình biết sao không ai xem chúng ta rồi. Vì chúng ta mới lập tài khoản và không có một ai theo dõi chúng ta hết. Smile à, phải làm mình nhảy cho không người xem hả? Phải không? Bình tĩnh, thì mình biết làm gì rồi mà. Các cầu thủ bóng rổ à, lớn chuyện rồi nè. Các cô gái và mình đã làm một video trên TikTok đó. Ờ đúng rồi đó. Chúng mình đã đăng 45 phút trước. Ờ đúng rồi, tuyệt lắm luôn. Nè nhìn đây nè. Các cậu là ngôi sao nổi tiếng rồi. Smile à, chờ một chút đi. Quả là một điệu nhảy đẹp. Đúng, cậu giỏi lắm. Yeah, rất đỉnh luôn. Mấy cậu à, một tin tốt nữa nè. Nhìn xem, quản lý TikTok đã viết rằng mình sẽ được trao vương miện nè. Trời ơi, tuyệt. Chúc mừng đây nè. Chúc mừng. Thật, có cả vương miện nữa. Đúng là nữ hoàng mà. Cậu không hiểu, những vương miện đó được trao cho các tài khoản nổi tiếng mà thôi. Phải làm điều gì đó đi. Điều nhảy của chúng ta cũng cần được quảng bá. Ai à, cậu vui cho mình hay không hả? Nè các cậu nhìn đi. Điệu nhảy này được 12 triệu like rồi kìa. Đã quá. Diana, ít nhất cho mình xem vũ đạo được hay không hả? Diana, cậu cũng ở đó hả? Đương nhiên mình có rồi, mình cũng nhảy mà. Đây nè, Smile à, cầm lấy đi. Wow, ngầu quá đi, đúng vậy đó. Diana, donut đang nguội đây kìa. Nó sẽ không ngon nếu nguội đâu. Đúng rồi đó, Marshmallow sẽ chảy đó. Ok, các cậu xem video đi nha, chúng mình đi ăn gì đó, quay lại sau hen. Nhanh lên Diana. Nhưng mà nè, đừng có xem ảnh của mình đó nghe chưa? Ừ, biết rồi mà. Rao, chúng ta có TikTok có quay rồi, quay thôi nhanh lên. Nữa hả? Thì một lần nữa cũng chả làm sao đâu. Smile, giờ chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta nên làm gì? Hãy đổi mật khẩu và TikTok có quay là của chúng ta. Rồi mình sẽ đăng video và nó sẽ được 10 triệu like luôn. Thật sao? Thôi nào Rao, cậu không hiểu gì hết á. Vậy đổi nhanh lên khi họ còn đang ở căn tin kìa. Được rồi, vậy có view nào hay chưa hả? Vậy 50.000 like trong vòng vài phút mà thôi. Chúa ơi, tài khoản của Dana thật tuyệt vời luôn á. Đương nhiên 1,5 triệu follow mà, đương nhiên là vậy rồi. Các cậu xem nè, mấy cầu thủ bóng rổ trên TikTok nè. Chúa đâu, ơi, họ đâu? Họ ở trên tài khoản của Dana chứ. Chúa ơi, đăng 5 phút trước hả? Được 1 triệu like rồi. Lại chúa, đi mà có chuyện gì thế? Mình không biết nữa. Các cậu à, chuyện gì thế hả? Cậu xem chưa, mấy cầu thủ bóng rổ trên TikTok nè, 1 triệu like 5 phút trước luôn. Đi mà, nghe thấy chưa hả? Có vẻ điệu nhảy của họ nổi tiếng luôn rồi. Nhanh đến chỗ của họ đi, đi thôi nhanh. Các cậu nhìn nè, mấy chàng trai của chúng ta đang quay TikTok. Giận chút hả con? Dana, sao video này là ở trên tài khoản của cậu? Lady Dana, 1 triệu like. Ôi, điện thoại của mình đâu rồi? Diana sẽ phải hét lên. Của cậu đây nè, mình trả cho cậu nè. Chúng mình cũng đã quay một video thật tuyệt vời rồi. Smile à, sao video của cậu lại ở trên tài khoản của mình chứ hả? Cái gì vậy? Đăng xuất sao? Sao? Diana, cậu có thấy số like video của chúng mình không? Nó nổi tiếng rồi. Smile à, quay thêm đi ha. Tất nhiên phải làm vậy rồi. Smile à, phải cái gì chứ hả? Các cậu giải thích chuyện gì đang diễn ra được hay không? Các cậu tự nhiên đổi mật khẩu của mình vậy? Diana, hình như là không chỉ là mật khẩu đâu. Cậu không còn là Lady Diana mà là Smile. Smile à, cậu giải thích sao đây hả? Được rồi, tình yêu đừng giận dữ. Chúng ta nên quay tiếp đi. Chúng ta là ngôi sao và rất nổi tiếng. Cái gì? Cơ? Cái gì? Hai cậu hãy đợi đó đi. Những người nổi tiếng. Pick it up.
pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up.